mình nhìn mình trái nên đó là nói rằng mà trong này này sao mà mấy cái mình còn đó lấy nó chưa có lấy cái nhà cũng nhận là mình đưa rồi kêu đi mình còn đó tấm cứ không có riêng nè bảo quyền rồi nha phải mình đang mình được không đâu bảo đây chơi đủ đi qua chơi đủ anh ơi nghiêm chơi đủ nghiêm nghiêm hả nghiêm 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 này hả cảm ơn nghiêm nữa là nghiêm thôi để ở nhà uống đi thằng nó đi cái này ta cho nó giờ nó cho lại anh em mình chứ thì nghiêm nó biết tụi em là bỏng rồi đem chơi đủ theo thắc mắc chứ gì nó nhà nó uống mình nó chẳng lẽ sao nó uống mình vậy đó được cái dịp uống với anh em nó mới vui quá nữa hả không vậy rồi nửa ly này tao sợ mày hả mày rồi dữ rồi mệt hà sáng anh về đây bạn tôi lần đầu tiên mới gặp thanh niên ở đây luôn à. Cảm ơn chúc vui vẻ hết rồi cảm ơn nhiều chúc em có thêm bà bố mày là cái chỗ tay nói mày vỗ tay nó kêu mày cha mày mày vỗ tay nó kêu vỗ tay qua đây anh đưa qua đây cho vỗ tay mày vỗ tay kêu tao tới đây mà vỗ cho tao nó kêu không hả đưa vỗ tay đây thôi mày lộn cho mặt đâu được đủ là kêu dữ lắm mày lộn cho mặt tao đau chết mày nó kêu dữ lắm à, Lâm mày cho tao hỏi câu thôi à, tao là nói bữa ăn á thời gian biết đâu dân cầm M16 cái này tao phải hỏi cảnh sát câu này à. Ê, cái ly mày là ly bia hay là ly nước mẹ đâu có chết mày tao hỏi đi nghe ly nước ngon đủ ăn cái bóc à ly đó vô cũng nói chứ rồi với bổn dân này hông à nhấn chân tự vậy hai bài hùng bốn chữ nó có sung hồi nào đâu mà mình chơi mà nãy giống Lê Dũng đó, ủa chỉ có mình nó thôi, mà bây giờ là việc cộng, đúng không? Mô đen này rồi, số một, đồ xíu, mày có quyền đó, đúng, ừ. Thằng nào cản mày, tao đục tới mẹ luôn. Được không? Mày coi chừng à, không làm á mày. Tao là mày biết lắm mày ơi. Tao ở trong anh em mình ngồi đây. Nó ngon. Bữa nay quá vui, nó ngon, đúng không? Có một thằng, có một thằng, à, nó có cái hẹn trước rồi, giờ tới cái giờ nó đi. Ra hết trường rồi. Mới đầu người ta bắn nó xong rồi nó dùng lên nó bắn lại người ta hai đứa đều chết trên giường được. Xin giới thiệu thành công vỗ tay đi cái này thì bạn chạy ra vỗ tay đi cảm ơn anh em bây giờ cho mình xin phép được cảm ơn Quang đâu bây giờ cái buổi tiệc mà anh em gặp mặt nhau mình sự thật ra mình cũng muốn ngồi chung vui với anh em cho nó hết giờ nhưng mà còn cái đang hẹn đi ra từng bản thuốc bồi tao thấy mày lúc nào lại uống thuốc bồi rồi tao uống thuốc bồi rồi quá cha cha tôi nở nạp thuốc bồi rồi đưa 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 tao nở nạp thuốc bồi rồi thuốc bồi còn đi chưa uống
Sao? Uống nhiều quá, vô đây bia nó làm hơi hết. Tới giờ rồi. Chút xíu nữa mới uống được. Đừng để hả? Tại hai quán chết của rồi. Đừng múc ra tặng cho quán gì? Mấy phút bây giờ? À, mấy phút bây giờ rồi. Đấy. Mấy phút bây giờ là hả? Đừng đi vô rồi. Chút xíu nữa là tới giờ. Chính ngày rồi.